Ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch, con giáp này may mắn ngút trời, được thần tài chiếu cố, tiền bạc ùn ùn kéo đến, tiền tiêu ba đời không hết. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong cuộc đời cũng mong muốn mình gặp được nhiều điều may mắn và thành công. Nếu như không được giàu có như bao người thì ít nhất cũng có được cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Nhiều người tuy không được sinh ra trong gia đình sung túc, đầy đủ, nhưng nhờ có tính cách vàng mà cuộc sống dù khó khăn cũng vượt qua một cách ngoạn mục. Họ vốn thông minh, vì vậy chỉ cần gặp được thời cơ tốt thì cuộc sống khổ mấy cũng sẽ thăng hoa. Tử vi học có nói, trong năm 2020, nhiều người phải đối mặt với khó khăn, thử thách. Có người còn gặp khủng hoảng về tài chính, mất mát về tinh thần. Nhưng chỉ cần vững tâm thì mọi thứ sẽ vượt qua. Thế nhưng, trời sinh con giáp này hiền lành nên được trời ban nhiều phước lành. Trong ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch, con giáp này sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, trong tháng cuối năm sẽ tìm được cơ hội đổi đời. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng xem đó là con giáp nào trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiện trên màn hình. Quý vị thân mến, các nhà tử vi học có nói rằng trong ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch, tuổi Mão sẽ là con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp. Con giáp sẽ có được nhiều cơ hội phát triển, sự nghiệp thì thuận buồm, xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền tiêu ba đời không hết. Nhưng đi kèm với sự may mắn đấy sẽ có không ít thách thức đến với bản mệnh. Bản mệnh cũng đừng quá lo lắng, sự tự tin và nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ đem về cho bạn những gì mà bạn mong muốn. Hãy nhớ rằng, người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại. Thứ nhất, về mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Mão có cho thấy rằng ngày cuối cùng của tháng, bản mệnh sẽ được chính quan giúp cho công việc được thuận lợi hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, nhờ sự sáng tạo không ngừng mà bạn tháo gỡ được những khó khăn trước đây. Thời điểm này sẽ mang đến vài bài kiểm tra bản lĩnh sự nghiệp cho bản mệnh khi khối lượng công việc có thể tăng lên, nhưng cơ hội thăng tiến cũng đang chờ bạn ở tương lai gần. Hãy tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng bạn. Đây là giai đoạn đặc biệt may mắn mang đến cho bạn những cơ hội ngàn năm có một. Bạn đã nỗ lực nhiều trong năm qua, giờ là lúc bạn có thể tận hưởng được những thành quả và suy nghĩ về hướng đi trong tương lai. Tuy nhiên, tứ hành xung khiến không ít con giáp tuổi Mão đang làm trong lĩnh vực dịch vụ nhận về một số kết quả không được vui, như bị khách hàng phàn nàn hoặc số hợp đồng giảm sút rõ rệt khi tình hình kinh tế khó khăn vì dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt. Thay vì phàn nàn hay đổ tội hoàn cảnh thì bản mệnh nên bình tĩnh tìm ra cách xử lý phù hợp để vấn đề được giải quyết. Thậm chí trong một số việc có thể mất tiền nhưng miễn là giữ lại được uy tín thì mọi việc lại tốt đẹp như chưa có gì xảy ra. Vậy nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt. Từ đó giúp cho công việc được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa được nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc. Trong ngày cuối tháng 11 âm lịch, bản mệnh có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc. Vốn đã nổi tiếng là người sống thực tế và lý tính, nhưng trong thời điểm này, đôi chân sẽ càng chạm sát đất hơn đến các vấn đề liên quan tới tiền bạc.
Nhiều người tuổi Mão nhờ kế hoạch tiền bạc chặt chẽ đã có được một khoản tiết kiệm kha khá, giúp bạn an tâm hơn với kế hoạch tài chính của mình trong tương lai. Một số con giáp tuổi Mão cũng đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp để sử dụng tiền của một cách khôn ngoan nhất. Không phải ngẫu nhiên mà bạn là con giáp giàu có như lời người ta đồn. Bản mệnh vốn cũng là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chê các khoản tiền nhỏ. Vốn bạn chẳng bao giờ mơ về việc làm giàu nhanh nên luôn tập trung vào việc tiết kiệm để có cuộc sống mà mình mơ ước. Nhờ những suy nghĩ thấu đáo về chuyện tiền bạc nên lúc này bạn có thể giúp được một nửa của mình hoặc đồng nghiệp, người thân giải quyết nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến chuyện tiền nong. Hơn nữa nhờ có sao Thiên Đức hỗ trợ cho rất nhiều, người tuổi Mão phát tài, phát lộc trong thời gian này. Khi bạn có được sự uy tín trong công việc thì cũng là lúc nhiều đối tác làm ăn muốn hợp tác, hứa hẹn có nhiều hợp đồng mới phát sinh mang lại cho bạn nguồn lợi nhuận đáng kể. Vậy nên, để có thể kích tài lộc và may mắn thì người tuổi Mão hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy tam giáp khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực của tam hợp khí ở vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó có thể xua đuổi những hung tinh, chiếu cát lành và cát khí, quý nhân trong quá trình phát triển sự nghiệp, đầu tư và kinh doanh. Thứ ba, về mặt tình duyên. Chuyện tình duyên của người tuổi Mão trong ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch thực sự rực rỡ khi sự xuất hiện của nguyên lệnh Lâm Mộc Dục, chủ về đào hoa. Bản mệnh trở nên cuốn hút kỳ lạ mà chính bạn cũng không hiểu vì sao. Có thể nói, cho dù bạn có xinh đẹp hay không cũng không quan trọng, vì người ta luôn cảm thấy bạn có điều gì đó khiến họ phải tò mò, tìm hiểu không ngừng. Khuyên những ai độc thân nên cẩn thận với những lời ong bướm đang bủa vây lấy bạn. Có thể có người thích bạn nên họ quyết tâm chinh phục cho dù đã có gia đình, con cái, đời huề. Bạn chỉ cần làm chậm mọi tiến trình lại là bạn sẽ biết ai đã yên bề gia thất, hạn chế việc rơi vào lưới tình, trở thành người thứ ba. Đặc biệt trong thời gian này, con giáp tuổi Mão được khuyến khích hạ bớt khiên chắn, mở lòng với thế giới nhiều hơn trong tháng này. Xây dựng khả năng ngoại giao là cần thiết để bạn phát triển sự nghiệp lẫn cuộc sống. Mặt tình cảm, đặc biệt thăng hoa cũng là cơ hội cho những cặp đôi có những chuẩn bị cần thiết cho tương lai. Dường như đã đến rất gần thời điểm mối quan hệ của hai bạn cần tiến lên nấc thang mới một cách mật thiết hơn. Chính vì vậy, để kích hoạt đào hoa, người tuổi Mão hãy sử dụng vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Quý vị thân mến, đối lập với sự may mắn của tuổi Mão thì có những con giáp đen đủi đủ đường cho đến những ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch. Những con giáp này sẽ phải đối đầu với vô vàn khó khăn, mọi thứ đều xuống dốc nghiêm trọng. Vậy đó là những con giáp kém may mắn nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy đón xem phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. 1. Tuổi Dậu. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Dậu dự báo rằng ngày cuối cùng của tháng là một thời điểm khó khăn đối với con giáp tuổi Dậu. Điều tốt nhất bản mệnh nên làm đó là hạn chế tối thiểu mức rủi ro có thể xảy ra. Trong công việc, nếu mọi thứ suôn sẻ quá thì bản mệnh sẽ không có cơ hội phát triển. Nhưng khi có chút sóng gió thì ta hay bất an. Bản mệnh nên bình tĩnh, tỉnh táo, sẵn sàng đối diện với những rắc rối xảy ra bất cứ lúc nào. Hơn nữa, nhờ việc thường xuyên phải xử lý những chuyện phức tạp trước đây mà bản mệnh cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề tương tự xuất hiện trong lần này. Nhờ đó mà bản mệnh thể hiện được bản lĩnh. Trong thời gian này, cũng do ảnh hưởng của tương phá nên có thể vì một tác động khách quan nào đó mà mọi việc không đi theo kế hoạch. Trong khi đó, bản mệnh lại quá chủ quan, cố chấp và cho rằng mình không bao giờ sai thì sẽ không có cơ hội cải thiện tình hình. Hãy nhớ rằng, chẳng có ai không phạm sai lầm. Lắng nghe ý kiến của người khác sẽ giúp bạn mau chóng tiến bộ hơn. Đường tài lộc trong thời điểm này cũng khó phát triển do bản mệnh luôn muốn an toàn. Nguyên lệnh Lâm Tử còn cho thấy bản mệnh là người thông minh nhưng hay do dự, không quyết đoán nên dù cơ hội luôn có nhưng bạn không nắm bắt được để mọi thứ qua đi một cách nhanh chóng. Thời gian này cũng không tốt cho những ai ham mê tiền bạc, đuổi theo những danh lợi với mục đích thỏa mãn sự tham lam của mình. Bạn sẽ có nguy cơ bị mất trắng, không còn cả danh lẫn tiền. Ngoài ra, phương diện sức khỏe của con giáp tuổi Dậu
cũng không có gì phải quá lo cả. Thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bản mệnh quá nhiều. Chính vì vậy, trong thời điểm này, tuổi Dậu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng sự hội tụ những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi được tà ma, tăng cường cát khí. 2. Tuổi Hợi. Tử vi trong ngày cuối cùng của tháng 11 âm lịch có nói rằng nếu người tuổi Hợi phải tự lực trong thời gian này thì khó khăn xuất hiện rất nhiều để cản đường bạn. Mọi thứ có thể xuống dốc nghiêm trọng, trong đó tài lộc chịu sự ảnh hưởng lớn nhất. Lúc này, bản mệnh phải giữ tinh thần lạc quan mới có thể vượt qua. Về khía cạnh công việc, bản mệnh nên cẩn trọng hơn vì bản mệnh do chủ quan hay ẩu hay mắc phải những sai sót trong công việc sẽ mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, đắc tội với mọi người xung quanh. Bản mệnh cần phải biết kiềm chế bản tính nóng nảy của mình. Trước khi nói hoặc làm gì, cần phải suy tính kỹ càng, không nên đem những bức xúc trong tình cảm vào cuộc sống và công việc. Phương diện tài lộc, người tuổi Hợi sẽ bị trừ lương vì những sai lầm mình mắc phải trong công việc, nên cuộc sống không được dư giả như mọi khi, cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Tốt nhất là cần tiết kiệm, tránh tiêu xài cho những món đồ không cần thiết. Bên cạnh đó, nguyệt lệnh lâm tuyệt mệnh cho thấy thái độ chủ quan đang gây hại cho bản mệnh, khiến công sức đổ sông, đổ bể, cho dù trước đó bản mệnh đã nỗ lực rất nhiều. Bạn lại là con giáp không giỏi ăn nói, nên bản mệnh cũng sẽ đắc tội với mọi người xung quanh. Sức khỏe trong khoảng thời điểm này của người tuổi Hợi cũng không được tốt khi bạn lơ là chăm sóc sức khỏe của mình, ảnh hưởng của thủy khí vượng nên sức khỏe của bạn bị giảm sút. Cộng thêm nhị hắc bay về phương nam khiến đầu óc của người tuổi Hợi trở nên u mê, ngu muội, làm việc thiếu minh mẫn. Để phát triển sự nghiệp và tài lộc, thầy Gia Cát khuyên tuổi Hợi hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Pháp khí sẽ chiếu cát lành, mang lại may mắn, tài lộc và bình an. Đồng thời, khi mang pháp khí theo bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở và giúp đỡ công việc của bản mệnh được hanh thông và phát triển. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.